Ban chỉ đạo xây dựng nhà tình nghĩa nhà đại đoàn kết quận Bình Thủy cũng vừa tổ chức lễ bàn giao 9 căn nhà đại đoàn kết đợt 1 năm 2022 cho hộ nghèo hộ khó khăn về nhà ở tại 3 phường Trà Nốc, Long Quà và Thới An Đông. Mỗi căn nhà được quận dẫn động hỗ trợ 50 triệu đồng, trong đó tổng công ty phát điện 2 hỗ trợ 5 căn, còn lại các phường dẫn động các tổ chức cá nhân đóng góp.